Xin chào tất cả bà con nông dân đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam ha. Thì hôm nay Mẫn xin được phép làm một cái video giới thiệu một cái sản phẩm mà giúp cho bà con mình trị cái bệnh viêm phổi cấp và tụ huyết trùng trên cái đàn thỏ của mình. Thì để cái trước khi nói về cái thuốc mà để điều trị thì mình cũng xin nhắc sơ bộ qua về cái bệnh tụ huyết trùng cũng như là viêm phổi cấp trên cái đàn thỏ ha. Thì cái bệnh tụ huyết trùng và viêm phổi cấp thì hai cái bệnh này nó phát triển triệu chứng tương tự nhau. Thì điều đầu tiên bà con sẽ thấy là cái con thỏ mình nó ướt hai bên mũi. Thì giống như có nước mũi đó bà con, thì nó ướt hai bên mũi là cái điều đầu tiên. Và cái điều thứ hai nữa là nó sẽ buồn, giảm ăn chứ chưa bỏ ăn nha bà con, nó giảm ăn từ từ. Và cái điều thứ ba nữa bà con sẽ thấy là nó ốm đi ha. Rồi cái điều thứ tư nữa là bà con sẽ thấy nó thường hay là bị sốt, nó hay sốt cao đó bà con, mà khi nó sốt cao là nó ngước cái đầu nó lên để nó thở, nó nằm nó ngước ngược cái đầu ra để nó thở, nó thở thấy bụng của bà con, nó thở hai cái bụng hai bên này nè, nó thở ra thở vô luôn mình thấy luôn. Thì đó là bốn cái triệu chứng mà chúng ta phải nhìn vô, chúng ta phải chẩn đoán được ngay là con thỏ mình nó bị viêm phổi cấp hoặc là tụ huyết trùng. Thì cái viêm phổi cấp nó còn một cái thể để nhận biết nữa, đó là cái triệu chứng thứ năm, đó là bà con nào mà có kinh nghiệm chúng ta nuôi thỏ lâu năm, chúng ta sẽ nhận thấy được là khi bà con rỡ trên cái bả vai trước của con thỏ, bà con sẽ thấy nó thở khò khè, khò giống như gà mà nó ghi khò, mà con nít nó bị hen mà nó khò, nó thở nó bị khò đó bà con. Nên khi chúng ta đặt cái tay vô cái bả vai con thỏ thì chúng ta sẽ thấy là nó thở khò khè là nó rồ ở trong á, thở không có êm dịu. Hoặc là có những cái trường hợp này, có những cái con thỏ mà nó bị nặng á bà con, là bà con có thể ngồi kế bên mà con nghe thở theo kiểu mà rột ở trong vậy đó. Thì từ đó bà con sẽ suy đoán được, sẽ chẩn đoán được là nó là bệnh phổi cấp chắc cú luôn, nó là 80% bà con chẩn đoán được rồi đó ha. Thì giờ chẩn đoán được thì giờ phải làm gì? Thì giờ ra bệnh rồi thì phải tìm cái cách trị xong rồi phải phòng ngừa ha. Bây giờ mình sẽ nói cái vấn đề trị trước. Bên mình đã ứng dụng cái thuốc điều trị này cũng được một thời gian khá là lâu và thấy nó rất là hiệu quả trong cái việc điều trị phổi cấp trên thỏ. Và cái liệu trình điều trị mình cũng xin nói lên luôn cho bà con mình chưa có kinh nghiệm nuôi là hiểu luôn là chúng ta tiêm thuốc cho thỏ hoặc cho bất cứ con gì cũng vậy, không phải chúng ta tiêm thuốc một mũi thuốc là nó hết liền, mà cũng không có đồng nghĩa là khi mà nó chúng ta tiêm thuốc vô thấy nó con thỏ nó hết rồi chúng ta ngưng thuốc lại là chúng ta sai hoàn toàn. Chúng ta phải tiêm cho đúng liệu trình đàng hoàng, đúng liệu trình điều trị thì sau này nó hết thì nó mới hết tận gốc, mà nó không bị kháng thuốc nha bà con. Sau này nó có bị lại chúng ta có thể tiêm được thuốc đó, nó không bị kháng thuốc đi ha. Rồi bây giờ cái thuốc này là thuốc gì? Thì mình sẽ không nói cái tên thương hiệu của cái thuốc này đâu, nhưng mà mình sẽ nói cái thành phần thuốc. Thì bà con đi mua thuốc lúc nào cũng vậy, chúng ta nhìn vào cái thành phần thuốc thôi, còn cái tên thương hiệu không cần biết là cái tên gì kể đó. Trong cái thuốc thì nó sẽ có cái thành phần ha. Thì mình quay cho bà con coi luôn đây, nó sẽ có cái thành phần ở bên đây ha. Cái này chắc bà con mình coi đỡ đi ha, chắc quay cũng không có thấy đâu ha. Nó thành phần thuốc này là nó là flofenicol ha. Flofenicol 450mg trong 1ml ha. Thì nó là cái flo 450 đó bà con ha. Thì cái chai thuốc mình đang cầm nó là cái chai thuốc flo. Nhưng mà trong khi điều trị thì cái flo này là cái gì mình hiểu không nào? Flo này là cái kháng sinh. Kháng sinh thì nó sẽ diệt khuẩn, kiềm khuẩn. Chúng ta điều trị bệnh thì chúng ta có kháng sinh là được cái điều đầu tiên rồi đó ha, mà con mình hiểu là phải có kháng sinh cái đã. Nhưng mà giờ con thỏ mình nó bị viêm phổi, nó viêm thì chúng ta phải có cái gì nữa? Viêm thì giờ bà con mình có nhiều cái loại thuốc để mà viêm kháng viêm để kết hợp với kháng sinh này chích rất là hay cho bà con. Mà hay nhất á là bà con sử dụng cái dexamethasone ha, thường thường dân gian mình kêu là dexa đó ha. Rồi hoặc là một cái chế phẩm khác nữa, nó là methadone ha. Methadone
thì cái đó cũng khó mua lắm, thôi bà con mua cái đề sai nó dễ mua hơn, tại vì tiệm thú y thì thường là sẽ bán đề sai là thường nhất, tại vì cái thuốc đó nó dễ sử dụng, dễ mua lắm mà cũng nhiều người biết tới ha. Thì giờ chúng ta có kháng sinh, có một chai đề sai kháng viêm rồi, thì giờ làm gì, giờ làm sao? Chích liền thì cũng được thôi, nhưng mà giờ nó đúng bài hơn cái nữa là nó vậy nè, là bà con kiểm tra lại con thỏ mình có nó có mua nước mũi không, nước mũi đặc không ha. Có nước mũi đặc thì chúng ta cũng nghĩ là ở cái lúc mà bà con bệnh á, bệnh mà viêm mũi cảm thời tiết á, bình thường á, là chúng ta nghẹt mũi thì chúng ta mới hỉ ra cái nước mũi, thì cái nghẹt này là nó khó chịu lắm, như con thỏ mình cũng vậy thôi, nó nghẹt là nó không thở được ha. Vậy giờ chúng ta làm gì để cho nó thở được, là chúng ta phải có một chai thuốc long đàm nữa ha, hoặc là bà con mua cái thuốc long đàm mà dạng bột, bà con trộn cho ăn cũng được, nhưng mà bạn thấy nhanh nhất là mua cái chai thuốc long đàm luôn đi rồi tiêm là chắc cứu nhất rồi ha. Rồi bây giờ có kháng sinh nè, có kháng viêm nè, có chai long đàm rồi nè ha. Bây giờ tiêm sao? Bây giờ mình nói nè, cái chai kháng sinh và chai kháng viêm bà con có thể rút vô cùng một ống chích để tiêm, nó không bị kết tổ. Nhưng cái chai long đàm đó, cái thuốc mà long đàm đó thì bà con phải rút riêng cái ống chích, bà con chích cái mũi khác nghe, chứ là rút chung vô cái kháng sinh này nó sẽ bị kết tổ, thì cái kết tổ là thuốc nó mất tác dụng đi, hoặc là nó chích vô nó không tan, bị áp xe. Còn cái chai long đàm là gì? Trong long đàm mà con cứ ra tiệm thú y, bà con nói bán cho tôi chai thuốc long đàm cho thú nó bị phổi là người ta biết nè, người ta biết người ta bán nè. Còn mình nói cái tên nó dài dòng lắm, bà con cứ nói theo kiểu dân gian này đi, cái người bán thuốc người ta sẽ tự người ta biết nè. Chỉ dưới là người ta bán đúng cái thuốc long đàm, vậy là cái chai ra nó ghi là thuốc trị long đàm thôi, tan đàm, tiêu đàm, đó nó vậy thôi. Rồi bà con có những cái loại thuốc đó thì khi bà con điều trị thì bà con cũng cần phải có một số cái thuốc bổ để bồi bổ cơ thể con thỏ, giống như là Becomlet hoặc là canxi hoặc là Catosan đó, thì những cái đó là những cái thuốc bổ thì bà con muốn chích vẫn được, không sao cho nó thuốc bổ hay nó không có quan trọng, quan trọng là kháng sinh nè, kháng viêm nè, với lại cái long đàm đó. Thì cái liều chích sẽ như thế nào? Thì kháng sinh đối với thằng phlo này, đối với phlo, kháng sinh phlo Fenicon này thì bà con mua cái loại mà nó có cái chữ LA phía sau bà con. Nó giống vậy nè, nó có chữ phlo gì đó rồi cái tên là A phía sau đó. Thì tức là cái thuốc này á, bà con chích một ngày, nghỉ một ngày, tức là trong vòng 48 tiếng á. Là như chích bữa nay chích, ngày mai nghỉ, ngày mốt chích ha. Thì cái kháng sinh này nó có chữ LA đó, đó là cái hàm lượng mà cái thuốc nó ở trong máu lâu, nó lâu hơn thì nó có tác dụng lâu hơn, kéo dài hơn ha. Thì bà con nó trong chai thuốc này cũng có ghi là chích mũi trước cách mũi sau là 48 tiếng, nhưng mà đối với chai thuốc, đối với thằng kháng sinh này nè, bà con chỉ cần chích 3 mũi thôi, tức là bữa nay chích, mai nghỉ, mốt chích, rồi bữa kia nghỉ, rồi bữa kia chích, chích rồi nghỉ luôn ha. Rồi thì cái kháng sinh này ngày chích ngày nghỉ. Còn cái kháng viêm thì sao, bà con nói hỏi cái kháng viêm sao? Kháng viêm thì chúng ta cũng chích theo luôn, tại vì chúng ta trộn mà nửa này nửa kia ha. Nhưng mà cái kháng viêm á, bà con tốt nhất á là thí dụ bữa nay chích kháng sinh với kháng viêm, nhưng mà ngày mai là chúng ta không chích kháng sinh, ngày mai là chúng ta chỉ chích kháng viêm với long đàm thôi. Nó vậy là gì? Cái kháng sinh á thì bà con chích một ngày chích ngày nghỉ, nhưng mà còn cái kháng viêm và cái long đàm và cái thuốc bổ á, là còn mỗi ngày mỗi chích là nó tốt hơn ha. Thì cái bữa nào mà có chích kháng sinh thì chích ba thứ luôn, là kháng sinh, kháng viêm, long đàm. Còn cái bữa nào mà không có kháng sinh thì vẫn chích kháng viêm với long đàm luôn ha. Thì bà con có điều trị cái liệu trình đúng cho mình là 6 ngày ha. Thì khi đó là con thỏ mình nó mới thực sự là hết bệnh. Còn bà con chích cái thuốc này, bà con chích chỉ cần 2 liều thôi là bà con sẽ thấy nó hết rồi. Theo như bà con nói là tôi thấy nó hết rồi, nó hết bệnh rồi chú. Nhưng mà không phải đâu, là con cái thuốc này nó tác trong cái quá trình điều trị nó tác dụng thì nó sẽ kìm hãm cái sự phát triển của vi khuẩn lên, thành ra là nó sẽ giảm cái triệu chứng đi. Nhưng mà con thỏ mình nó chưa thực sự khỏe, tại vì kháng sinh theo cái quy định và theo cái tìm hiểu của mình á, theo cái quy định của bộ á là phải sử dụng đúng cái liệu trình để tránh kháng thuốc, theo bà con. Và đặc thù á là cái thuốc Fenicon này nó sẽ rất ít trường hợp mà bị kháng, nhưng chúng ta phòng ngừa thì tốt hơn, theo bà con. Và cái thứ hai nữa là chúng ta muốn điều trị cái bệnh mà cho nó thực sự cho nó hết, con thỏ mình nó khỏe, thì chúng ta nên sử dụng như vậy, sử dụng đúng liệu trình, theo bà con.
chúng ta không nên, cái thứ nhất dùng thuốc là không nên quá liều, không nên sai liệu trình thì nó sẽ không có tốt thôi bà con. Rồi bây giờ bà con điều trị như vậy là bên cái phần thuốc, còn cái bên cái phần phòng trị thì sao, phòng thì sao bà con? Mình hỏi là cái lúc mà phòng ngừa đó thì mình tôi chích làm sao vậy chú? Thì phòng ngừa bà con chỉ cần lấy cái kháng sinh thôi, bà con tiêm cho liều thôi là được rồi. Ví dụ thấy cái mùa này mưa gió quá, thấy con thỏ mình nó buồn, nó ăn chậm, tức là nó mất sung á bà con. Mình nói dân gian là nó mất sung á, nó ăn không sung mà nó hoạt động cũng tù lì ấy. Thì thôi tiêm cho nó mũi đi, hoặc là nghe ông nhà cái bên đang bị dịch thì thôi đẩy cho nguyên bầy, mỗi bầy mỗi con mũi đi, mũi thuốc đi ngừa trước cho chắc, rồi chuyện nào trị có bị thì trị nha. Mà cái con mà mình nó bị, cái con mà nó bị thì mình trị, mình phải cách ly ra nghe bà con. Cái này là luôn luôn này, con nào mà không khỏe là cách ly ra hết, đưa vô bệnh viện hết. Hay mình nói vui thôi, bệnh viện của gia đình mình thôi. Thì cái thuốc này bà con có thể mua bất cứ ở đâu, tiệm thú y nào cũng có, nhưng mà nhớ là đúng thành phần, tức là thành phần nó là chlorpheniconazole và cái hàm lượng nó là 450. Và phía sau cái tên thương hiệu nó là có cái chữ LA, là cứ còn không cứ ra nói là bán cho tôi chai thuốc phlo trị tủy trộn quá, trị viêm phổi á, mà cái ngày chích ngày nghỉ á, chích cách 48 tiếng á. Còn không á thì bà con sẽ ra mua chai thuốc giống như là chai thuốc của Mẫn cầm luôn, đó là phlo vet 450 LA. Thì thường á là bà con nào ở miền Tây á thì sẽ mua được cái thuốc này rất là dễ dàng, nhưng mà bà con ở khu vực miền Đông hay là miền Trung á hoặc là miền Bắc á thì mua cái thuốc này nó không có, thành ra là mình mới nói là bà con chỉ cần coi đúng cái thành phần, đúng cái hàm lượng đó là được rồi ha bà con. Nhưng còn cái tên thuốc kệ đó, của nhà sản xuất nào cũng kệ đó, đúng cái thành phần thuốc thôi. Rồi bà con cứ phải trị á thì phải kèm theo cái thuốc sát trùng nha bà con. Sát trùng chuồng trại, cọ rửa đáy chuồng cho sạch sẽ đâu đàng hoàng hết, mình kỹ thì tốt thôi chứ không gì hết đó bà con. Thì bà con nào có thắc mắc trong cái quá trình mà điều trị cái viêm phổi cấp này á, hoặc là tụy trùng này á, thì một á là bình luận ở bên dưới cái video á, khi đó mình sẽ trả lời, mình hướng dẫn cho bà con, hoặc là bà con có thể liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại của Mẫn Hang là 0918314272, thì Mẫn sẽ tư vấn là hướng dẫn cho bà con là điều trị luôn. Hoặc là bà con nào có nhảy thì kết bạn Zalo với Mẫn luôn, có gì đó cứ hỏi trên Zalo á, ví dụ khi nào Mẫn rảnh Mẫn lấy ra Mẫn coi Mẫn trả lời liền cho nha. Rồi thì cái video của mình cũng đến đây là kết thúc nha bà con. Thì cũng xin chào bà con và hẹn bà con trong cái video kế tiếp. Thì cũng xin chúc bà con một cái ngày làm việc tốt lành. Xin chào, hẹn gặp lại bà con. Ok, like và share nếu như các bạn thích, và đừng quên bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của bọn mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.